Xin chào các bạn, xin tự giới thiệu mình là chị Hà của công ty Coco Việt Nam. Coco Việt Nam là đơn vị hàng đầu phân phối thiết bị gara ô tô và là nhà phân phối độc quyền cho hãng Gato Ba Lan của cầm tay. Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn bộ dụng cụ làm điện IT39004 gồm có 68 chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp và tìm hiểu xem bộ sản phẩm này có những chi tiết gì bên trong nhé. Và đây ạ, như các bạn nhìn thấy thì đây là hình ảnh bên ngoài của sản phẩm IT39004 gồm có 68 chi tiết, dùng hệ 1/4 inch và dùng tất cả là đều được làm từ thép CRV. Dạ đây ạ. Thì bây giờ em sẽ mở hộp ra để cho tất cả mọi người cùng xem. IT39004. Đây ạ. Các bạn xem qua về bộ sản phẩm nhé. Bộ IT39004 thì là để chuyên dùng cho các bác thợ điện, bao gồm có là có kìm tuốc dây điện đấy ạ. Kìm tuốc dây điện 2268. Kìm tuốc dây điện có kìm nhọn mã là IT6603. Kìm cắt. Đây ạ, kìm cắt đấy. Có dao dọc giấy cao cấp của Gato. Đây là đèn pin dùng khi chúng ta làm việc vào buổi tối và những nơi không thiếu ánh sáng. Bút thử điện ạ. Mỏ led hệ mét 6 inch 150 mm. Đây là bộ lục giác từ 1.5 đến 10 ạ. Bộ lục giác đầu bi và các loại tô vít, hai chiếc tô vít hai cạnh và hai chiếc tô vít bốn cạnh, phi 6 và phi 4. Ở đây là mỏ hàn nhiệt. Đây ạ, mỏ hàn nhiệt này thì hàn ở nhiệt độ là 200 ở điện áp là 220 đến 240 V 30W với nhiệt độ có thể lên tới là 420 đến 450 độ C. Đây ạ. Ở đây là một bộ tô vít bé. Trong bộ thì còn có cả nhíp để có thể lắp những cái thiết bị rất là bé như các cái dây điện khi chúng ta làm việc đấy. Đây là cuộn băng dính để dán cái gắn cái điện bị hở đi ạ. Thước dây 3 mét.
Đây là chốt khóa. Tiếp theo đây là cái dụng cụ để mình khuốc hút 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 thiết hàn đấy ạ. Đó, thiết kế như một cái piston xi lanh để mình có thể hút những cái mạt thiết hàn khi mình đã hàn. Và đây là dao để dùng để cắt dây điện. Đó, đây ạ. Rất là sắc ạ. Và tiếp theo là có cái đồng hồ đo điện. Đây ạ. Đây là pin để lắp vào cái đồng hồ đo điện đấy ạ. Thay đầu ra để thử điện. Trong bộ thì còn có một bộ khẩu bé từ 4 đến 13. Đây là dùng với lại đầu đấy ạ. Rất là chắc chắn và đẹp. Ngoài ra thì đây gồm có các cái đầu vít á. Đây ạ. Hai bộ đầu vít cộng và trừ. Vừa xong thì mình đã giới thiệu với các bạn chi tiết về bộ sản phẩm IT39004 68 chi tiết. Thì mà các bạn mà quan tâm đến sản phẩm thì mời các bạn qua showroom Zato Ba Lan ở bên mình, ở địa chỉ là số 3+5 Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, hoặc là địa chỉ tại Hồ Chí Minh là 154 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, Hồ Chí Minh. Để theo dõi các video tiếp theo của mình thì các bạn like và share fanpage cho mình là Zato dụng cụ cầm tay Ba Lan, và kết bạn Facebook cá nhân của mình là Zato Tun. Ngoài ra thì các bạn có thể theo dõi tất cả các sản phẩm của bên mình tại website zatovietnam.vn hoặc là cocuvietnam.vn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.